Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày nắng mạnh, hanh khô thì đến hôm nay, thủ đô Hà Nội đã chuyển nhiều mây hơn, sương mù cũng kéo dài hơn trong buổi sáng. Nhiệt độ theo đó giảm nhẹ, trưa chiều nay chỉ quanh mức là 24 độ. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh tăng cường lệch đông nên trời tiếp tục nhiều mây. Nhiệt độ về đêm và sáng tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ ở Tây Bắc và từ 16 đến 19 độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, riêng vùng núi cao có nơi thấp hơn. Lưu ý là sương mù sẽ xuất hiện nhiều hơn và lâu hơn trong sáng mai, khiến cho tầm nhìn hạn chế và chất lượng không khí thì cũng ô nhiễm hơn. Đến trưa chiều mai, nhiệt độ cao nhất tăng chậm lên mức 24 đến 27 độ. Độ ẩm trong không khí tăng nhẹ lên trên 50%, nên trời sẽ bớt hanh khô hơn. Không khí lạnh tăng cường tương tác với địa hình đón gió nên các tỉnh thành miền Trung cũng chuyển nhiều mây. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi có mưa trở lại. Tuy nhiên, lượng mưa chưa lớn, phổ biến từ 5 đến 10mm. Phải sang ngày 24 tháng 11, một đợt mưa lớn diện rộng mới xảy ra ở các tỉnh thành miền Trung. Do trời nhiều mây và có mưa trở lại nên nhiệt độ ngày mai sẽ giảm nhẹ. Cao nhất trong ngày mai ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi giảm còn 24 đến 27 độ. Còn vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 27 đến 31 độ. Ở phía Nam, đêm nay và sáng sớm mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong tình trạng ít mưa. Mức nhiệt đêm của Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ khoảng 17 đến 20 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ chỉ khoảng 22 đến 25 độ. Sang ngày mai, Nam Bộ chuyển nhiều mây, có mưa về chiều tối nên nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ, trong khi Tây Nguyên vẫn ít mưa, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 27 đến 30 độ. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, từ chiều và tối, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 3 đến 4 mét biển động. Trong đó, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhưng mưa dông vẫn xuất hiện với diện rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cao. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 22 tháng 11 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.